Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Con nè, nay sầu ca với sang tóc dài mới đây săn kiếm ít mồi anh em mà không gài ghiền quá trời luôn. Thì sầu ca nay đi cây SK4 mini anh em, sắp tới sầu ca sẽ cắt cái này bán cho anh em nha. Thì mới test viên đầu tiên thì một em lên dĩa, thấy không Ken? Em nhìn đó, con này test ngay đầu luôn. Rồi test giữa não luôn em ơi, bùng não luôn. Bắn giữa não mà. Đó. Một em đó nè, ngay đầu. Bắn á là phải lựa táo ăn thịt còn nguyên. Sang giờ sang nó ghê trời không à. Quá đỉnh rồi. Chết mẹ. Chừng nhiễu giò em đó. Nổ táo nghe anh em. Đúng rồi, máng nghe đi. Bình tay nó. Ơi trời. Cú đầu đó vừa anh em. Chưa bay nữa. Trời, sớt cái đầu luôn. Chưa bay nữa, những thứ ba ai. Gớt. Chết mẹ rồi. Có đường này. Gớt Dũng rồi Sang ơi. Gớt cái Dũng rồi. Có cây khiều được không? Đến lậm thử ơi. Cái đường qua được cái gì nè Sang ơi. Ây da, ơi, trời đất quỷ thần ơi, trời ơi, kìa có cái cây kìa, có cây kìa, thấy không kìa, được không, được không, ê, chị gai Sang ơi, nè, thấy không Sang, thấy không, à, vừa bắp chuối anh cây nè, được không, ừ, rồi được rồi đó, gớt mày xong rồi anh em ơi, con hơi mập, nhìn nó biết cu mập. Lũng một lỗ thấy nó lạnh vậy. Ừ, đi tám cái chừng gai sao rồi nó mới bước cái bắp chuối rồi nè. Trời ơi, nó xiên ngang bầu diều luôn anh em ơi, nổ. Lỗ thấy nó lạnh trời. Đi tám nó qua luôn. Cái đèn con này xem. Thuyền xe ta đó. Trời ơi, mấy con cu mà đậu đây sao bắn anh em. Đầu không trời ơi, cứ cất bò luôn. cứ cất bò luôn, bắn hai con tôi. Con mới đi à, con mới đi à. Mẹ dữ thiệt rồi, đúng chỗ này vậy. Xuyên ngang cổ nè. Đù mẹ. Ngắm bằng cái máy đó đó hả? Không, cái máy này camera chú ơi. Con quay lại á. Đù mẹ dữ thiệt. Ha im. Rất trời. Trời. Má nó xuyên ngang luôn. Ủa, đông đổ kìa. Nó xì ngang ức luôn á. Quá ổn. Xì ngang ức luôn nè. Trời ơi, trắng luôn à. Ừ. Trời ơi, ra cái lưng anh gặp đi là
xuống thế nào đẩy con cu này cũng được. Thấy không? Thấy cu không? Mà thấy cái gió tàu lá bắn ba bóng viên chưa? Cây đầu nè Ken, cây đầu. À, còn con đâu? Chỉ này. Rồi rồi, thấy luôn, thấy luôn. Kè mẹ vô luôn, bị đuổi kìa. Rất còn cái này. Con hôm nay đi vòng vòng thì có mấy em cu rồi anh em ơi, lâu quá có từng mấy em bắn chim, giờ bắn dở quá dở rồi. Được không Ken? Đi ngay đầu dăng vô mé phải không? Ngay đầu, ngay đầu nữa. Dưới canh, canh mà. Con nữa, con kia nãy bắn ở đâu, nhánh bìa kia đó, nó mới xả vô nhánh bìa. Rồi rồi rồi, bán gớt con cu nó sẽ im hơn con chim. Dạ, má còn rồi. Con gì nuôi được. Rồi rồi. Trước con kìa sang. Dính luôn rồi. Lòng trắng phiếu mà không đen ha. Chim gì? Không bé ơi. Cái này còn nè. Không bé ơi. Dựa vô cây này. Chết. Chết mẹ rồi sang hơn. Té sang rồi, từ từ sang ơi. Con này còn sống. Nó chạy dưới tìm. Thấy chưa? Bay đâu rồi? Bay. Ngã được luôn rồi. Bay đâu rồi? Bay lúc nít luôn rồi. Hát sang nhanh dưới trời. Ui. Bay hả? Bay luôn rồi. Ủa sao thấy té rụng mà? Đây nè. Ngã luôn được. Ủa? Không phải đâu. Đó. Nó thấy cái té dưới rụng lúa chín luôn vậy. Nó xào ở đây nè. Vậy là hả? Ừ. Ôi, nã nó xá được quá trời luôn rồi. Rồi sao không nã nó? Tính nó té rồi nó hết bay lên nổi rồi. Rồi bay mất coi nè. Uổng dưới trời. Canh đầu luôn nè. Mắng mấy cô. Má bắn gì không gớt sẵn. Xỉu rồi. Bị em kia ông chửi luôn rồi. Bị em kia ông chửi luôn rồi. Gọi con cu đi đâu rồi. Nè. Gớt. Ngứa đâu rồi? Nhưng ngay chỗ bụi trúc hay gì á. Đây con nè. Xử này luôn, xin lùm hai con luôn. Ngay chỗ bụi trúc con.
Cho lụm chim cái. Có bắn con gớt. Bắn được con còn. Từ nó đổi đất là hai con rồi. Dạ. Ngày đầu cho con lụm chim nghe cô. Sao ca canh đầu không anh em ơi. Đây. Đâu mà đỡ được. Chưa. Cho dãy ngồi đi. Này con nè. Rồi vậy nè mọi người ơi, đi bắn một vòng chừng nửa tiếng. Anh em mà được nhiêu đây nè? 8 con. Obi 2 con. Không thấy được chục câu rồi. Đây sầu ca bắn khổ dây là 17, 11, 240 nha mọi người. Này bắn giải trí với anh Sang thôi. Rồi mọi người nhớ mua thông, nhớ đăng, nhớ gọi số điện thoại màn hình nha. Hẹn mọi người clip sau.